Ok, chào mọi người quay trở lại với nhà môn lập trình sử dụng C cộng cộng. Thì video hôm nay mình sẽ tiếp nối video hôm trước để về demo của vùng lập của cấu trúc điều kiện if else. Hôm nay mình sẽ demo thêm cho các bạn về switch case nữa. Thì bài đầu tiên hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là xếp loại tốt nghiệp của học sinh với điểm thành phần về điểm cuối kỳ. Ok, bây giờ mình sẽ in à không, mình sẽ flow chứ. Điểm bây giờ không còn là số nguyên nữa rồi, mình sẽ cắt này điểm. Điểm 1 ấy ha, là điểm hệ số 1. Điểm giữa kỳ là hệ số 2. Là điểm cuối kỳ là mình sẽ cho hệ số 3 đi. Mình sẽ float thêm một cái nữa là điểm trung bình. Thì ra mình có thể float điểm trung bình ở trên luôn à, không cần phải float thêm một cái này nữa. Sau đó mình sẽ CL này, nhập 3 cột điểm NL. Tiếp theo mình sẽ xin điểm 1, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ. Ok, bây giờ điểm trung bình của mình sẽ là bằng điểm 1 cộng với điểm giữa kỳ, hệ số 2 mình sẽ nhân 2 lên ha, cộng với điểm cuối kỳ hệ số 3 sẽ nhân 3 lên. Tất cả mình sẽ chia cho 1, 2 và 3 là 6. Đây sẽ là điểm trung bình, công thức điểm trung bình mà mình muốn cần tìm. Ok, bây giờ if mình sẽ phân loại là sao? Nếu mà điểm trung bình lớn hơn bằng 9 là sẽ loại xuất sắc. Nếu mà từ từ 8 tới 9 là loại giỏi. Từ 6 tới 8 là loại khá. Từ 4 tới 6 là trung bình và dưới 4 là yếu. Ok. Vậy ha. Bây giờ if điểm trung bình lớn hơn bằng 9. Mình sẽ CL là xếp loại sinh xuất sắc. Ok, tiếp theo là yêu if. Giống như bài trước ha, mình sẽ dùng điều kiện kết hợp dấu và điểm trung bình bị hơn 9 và điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8. Mình sẽ CL đây là xếp loại học sinh giỏi else if tiếp else điểm trung bình bây giờ lớn hoặc bằng 6 và điểm trung bình bí hơn 8. Mình sẽ CL là xếp loại học sinh giờ là khá nha. Ok, mình sẽ yếu yếu thêm một lần nữa để xếp học sinh trung bình, còn lại là yếu. Trung bình bí hơn 6 và trung bình lớn hơn bằng 4. Thì CL đây là xếp loại học sinh à trung bình. Ok, else còn lại những điểm còn lại này, xếp loại
sinh khác. Ok, ông sẽ return được không? Thì trong những cái video trước của mình thì mình có một nhọn ở cái heel if này, ở những cái if và heel if, thì việc làm này đúng, hoàn toàn đúng. Tuy nhiên là nếu như bạn muốn tiện, và bởi vì ở đây mình chỉ sau khi mình xét cái điều kiện, mình chỉ cần thực hiện một câu lệnh duy nhất mà mình chấm phải luôn, nên mình cũng không cần phải mở ngoặc nhỏ đóng ngoặc nhỏ nữa. Tuy nhiên là nhờ những cái video trước mình đã nói là các bạn nên mở ngoặc nhỏ đóng ngoặc nhỏ, bởi vì sau này là những bài sau thì những bài mà khi bạn thực hành bạn học thì nó sẽ không, hầu như là sẽ không có cái lệnh if if này, nó chỉ có một dòng duy nhất này thôi đâu. Những bài nó càng nâng cao nó sẽ có càng nhiều cái lệnh thực thi trong đó, và khi đó bạn phải sử dụng dấu này để thực hiện nhiều cái lệnh khác nữa. Như mình sẽ xem một cái khác nữa thì mình phải dùng vậy, phải dùng dấu mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn. Đây mình chỉ có một lệnh duy nhất thôi, nên chương trình nó vẫn hiểu là nếu thì cái này, hoặc không thì cái này, những cái này. Nên mình ở đây mình không mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn nữa. Giờ mình sẽ chạy thử ha. Bây giờ mình sẽ nhập ba cục điểm, nhập điểm trắng chứ ha, 9,5 9 9 đây, 9,599 khi mà tính ra là xếp loại học sinh là xuất sắc. Bạn có thể tự tính mình sẽ nhập một cái điểm khác. Bây giờ cục miệng ha, cục miệng bây giờ mình cho 7 đi, cục giữa kỳ là 5 đi, nhưng mà cục cuối kỳ học tiến bộ lên 9. Đây giờ là xếp loại học sinh là học sinh khá rồi. Đây, mình sử dụng máy tính mình tính được ra. Đây là 7, 5, 9. Thì điểm trung bình của bạn đó là 7,3. Thì xếp hạng của bạn đó là học sinh khá, thì hoàn toàn chính xác. Tiếp theo mình sẽ nhập một cái điểm khác. Giờ giữa kỳ là 10, giá miệng là 10, giữa kỳ là 10. Tuy nhiên là cuối kỳ do không chịu học bài nên còn 7 điểm thôi. Bản đồ học sinh giỏi, bản đồ học sinh giỏi nha. Mình tính lại là 10, 10, 7. Điểm trung bình là bạn 8,5. 8,5 là vẫn được học sinh giỏi. Ok, tính một cái điểm khác ha. À, một bạn lười biếng. Một bạn lười biếng. Một bạn 5 điểm. Giữa kỳ cũng 5 điểm. Cuối kỳ thì học bài một xíu 8 điểm. Đây, bạn là học sinh khá. Trung bình của bạn đó là 6,5, 6,5 và học sinh khác. Tính là một lần cuối nha, giờ cho bạn không chịu đi học đi, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Bây giờ là ủa sao bảo là học sinh khác ta? Ừ, ở đây mình đã nhập lộn cái gì rồi đó rồi. Can 2, 3, 5 là cặp 3,8 không? À, em bị nhầm nè. Ở đây yếu. Mình chạy đi mua lại. 2, 3, 5. Đây, bây giờ là đề xuất ra học sinh yếu rồi. Thì đó chính là cái ví dụ đầu tiên của mình về cấu trúc vọng lặp if, cấu trúc điều kiện if else, cũng là cái demo cuối cùng của mình về cấu trúc if else. Thì tiếp theo đây mình sẽ demo cho các bạn về cấu trúc switch case, về một bài toán rất là kinh điển của switch case, cũng khá là cơ bản, đó là bài toán tính theo năm, tính theo năm mà tính số ngày của tháng theo năm. Bởi vì để cho dễ thì ở đây mình sẽ không phân biệt đây là năm nhuận hay là năm thường nha,
Mình sẽ mặc định là tháng 2 có 28 ngày luôn. Ok. Thì cái này mình sẽ nốt lại. Hiểu. Tính số ngày của tháng dùng switch. Dùng switch key. Ok. Bây giờ mình sẽ switch trực tiếp luôn à. In trước đây. À, mình phải in số tháng nhé. Mình phải in số tháng bằng 12. Ok. Bây giờ mình sẽ switch. Switch số tháng. Để nó sẽ ra 12 tháng tương đương với 12 trường hợp của mình. Đầu tiên đó là case 1. Mình sẽ CL đây là tháng có 31 ngày. Mình sẽ break case 2. Mình sẽ CL tháng có 28 ngày. Ồ, đây mình bị sai. Tháng có 28 ngày. Tiếp tục break tiếp. À, thì các bạn có thể thấy nếu như là như thế này thì cái code của mình sẽ rất là dài và rất là mệt. Thì bây giờ mình phải làm sao đây? Mình nghĩ là mình có thể gộp chung lại. Giờ tháng 1 đủ 2 thiếu, B đủ 4 thiếu thì tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 là sẽ có 31 ngày. Mình có cách nào để gộp mấy cái case 1, case 3, case 5, case 7 lại không? Để mình xuất ra một câu tháng có 31 ngày luôn. Chứ cứ mỗi tháng mà mình cứ CL ra rồi break thì nó rất là mệt, rất là phiền. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách mà khi mà các cái case nó có, mình có chung một cái lệnh thực thi khi mà xuất ra thì mình có thể gộp chung nó như sau. Thay vì đây, ví dụ như bây giờ mình viết case 3 đấy mà CL tháng có 31 ngày, không khác gì tháng 1 hết. Mình lại break và tiếp tục tháng 3, tháng 5, tháng gì đó, và nó đều có 31 ngày thì mình phải viết easy như thế này. Nó rất là phiền, rất là rườm rà. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách viết mà khi mà có những cái case mà mình muốn xuất ra nó giống y hệt nhau thì mình có thể bỏ cái lệnh break và cái lệnh thực thi, nó chỉ chừa lại một cái lệnh thực thi và một cái break cuối cùng thôi. Đây, cứ như thế này. Case 1 2 chấm, case 3 2 chấm là giống nhau. Và đều CL là tháng có 31 ngày và mình break. Ok. Tương tự bây giờ mình sẽ viết case 5 2 chấm, case 7 2 chấm, case 8 2 chấm, case 10 2 chấm, case 12 2 chấm. Đây. Đây chính là cách viết case mà khi này mình muốn xuất ra một cái giống nhau hết thì mình có thể viết case nối tiếp liền với nhau bằng dấu 2 chấm như thế này. Chỉ dùng một break và một lệnh thực thi duy nhất cũng có thể miêu tả được hết những cái case giống nhau này ở trên. Ok, tới case 2 thì mình sẽ share tháng có 28 ngày và mình break, bởi vì case 2 thì nó không có trùng tháng với cái tháng nào nữa hết, là mình chỉ để im riêng ra một phần như thế này. Cái này mình để nói giống như cái if else ở trên thì mình có thể mở ngoặc đóng ngoặc nhỏ như thế này. Tuy nhiên là bởi vì ở đây mình chỉ có thực thi một cái lệnh duy nhất thôi nên mình mở cái này. Khi mà mình thực thi nhiều dòng lệnh khác nhau thì mình phải có dấu ngoặc nhỏ đóng nhỏ. Tiếp theo
Mình bây giờ mình còn tháng 30 ngày đúng không? Mình sẽ thực hiện cây 24 4 này. Tiếp theo mình sẽ là cây 6 tại tháng 6. Cây này. Cây 4 tháng 6 tháng 9. 9. Ok. Tháng 11. Đây. Sẽ gộp chung lại như thế này cho dễ. Tháng có 30 ngày. Ok. Tiếp theo là break. Ok. Và đó chính là cách mà mình viết những cái case giống nhau. Mình sẽ gộp chung lại cho nó tiện, dễ viết. Hiệu quả không tốn thời gian. Ok, thu nhỏ lại ha. Tên không. Rồi mình sẽ chạy cái bài này ha. À. Mình nhầm rồi. Đây. Mình nhầm cái này rồi. Cái mà mình đã nhập là tháng. In tháng, mình chấm phẩy. CL. Nhập tháng bạn cần kiểm tra. Mình sẽ in tháng. Ok, chỗ này là switch cây. Switch tháng nha. Đây. Bữa nãy mình quên nhập cái tháng mình cần tìm mà mình để tháng mặc định là 12 luôn. Nó sẽ bị sai. Switch cây tháng, nếu như mà tháng của mình bằng 1 3 5 7 8 10 12 thì nó sẽ xuất ra tháng có 31 ngày. Nếu cái tháng mình thuộc về 2 nó sẽ chuyển xuống case 2, nghĩa là tháng có 28 ngày. Còn cái tháng của mình nhập vào là 4, 6, 9, 11 thì là tháng cấp 30 ngày bằng break. Ở đây để an toàn hơn mình sẽ thêm một lần nữa là default. Default mình sẽ CL ra là những ví dụ như mình switch mình nhập vào một cái tháng khác, ví dụ như tháng 13, 14 mình nhập sai tháng đi thì nó sẽ quay xuống cái default. Em vui lòng nhập lại. Bởi vì không có cái cây nào nó trùng với cái tháng mà mình vừa nhập hết. Vui lòng nhập lại. Mình bỏ break. Ok chưa? Đây. Đây chính là toàn bộ cái code mà mình vừa code. Giờ mình sẽ chạy debug thôi á. Nhập tháng còn kiểm tra. Giờ mình kiểm tra tháng 2 đi. Tháng 2 có 28 ngày. Ok. Giờ mình sẽ kiểm tra tháng 11. Tháng 11 có 30 ngày, đúng. Chính xác. Giờ mình nhập một số âm thử. Số âm thì nó sẽ sai, nó sẽ biểu mình là quên lòng nhập lại. Tháng 13 cũng vậy. Tháng 13 nó cũng sẽ nó kêu là mình nhập lại luôn. Bây giờ mình tìm tháng 7. Tháng 7 có 31 ngày. Ok. À, thì đó chính là cái demo của mình về cái phần speed case. À, thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. À, nếu các bạn muốn có thêm nhiều tài liệu học tập về những kiến thức liên quan đến lập trình của C cộng cộng, các bạn có thể truy cập vào trang web CFD Engineering mà mình để trên góc màn hình video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.